Chào các bạn, hôm nay để thực hiện một cái thử thách tiếp theo đó là thực hiện 150 cú đấm liên tục cống dương. Thì trong cái video trước là sẽ thầy đã thực hiện 100 cú đá, và cụ thể thầy đã thực hiện là 120 cú đá liên tục không ngừng nghỉ. Hôm nay sẽ làm một thử thách là thực hiện 150 cú đấm liên tục không ngừng nghỉ. Thì các bạn xem thử thầy có làm được hay không, thì các bạn hãy xem hiện video này, thì đó là sẽ câu trả lời cho các bạn. Và các bạn nhớ nhé, các bạn không được làm theo dưới bất kỳ một hình thức nào, bởi vì là thực hiện được nhiều hay ít là tùy thuộc vào người luyện. Mà các bạn luyện như điểm tới điểm chốn thì nó đang là chưa thực hiện được, đó, các bạn chỉ xem thôi nhé, không được làm theo dưới bất kỳ một hình thức nào. Và bây giờ thầy sẽ thực hiện 150 cú đấm liên tục. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Là hoàn thành thử thách của bạn nhé. Chúng cùng là càng về sau thì nó cứ nó mỏi, rất mỏi, nhưng đây là cái cơ hội để rèn luyện cái khả năng chịu đựng, rèn luyện tính kiên trì, vượt qua những cái để tạo tiền đề để vượt qua những cái khó khăn, chịu đựng dẻo dai của bạn nhé. Vậy 100 cú đấm đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ tập một số cái đòn thể cơ bản. Thì các bạn cứ ghép đòn để các bạn tiếp tục nhé. Các bạn ghép đòn thì học vò để một lúc nào đó thì đơn giản hóa vấn đề. Chỉ cần hái đòn thôi. Hái đòn có thể quyết định vấn đề. Đòn đầu tiên là được. Đòn thái là được. Đấy. Tiếp tục vậy. Liên thường xuyên như thế nó sẽ khỏe hơn. Và đời như này.
tôi ghép đoan một số kiểu đoan của người Nhật như thế này. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Nắm đoan liên tục các bạn nhé. Thế một cái càng bàn tay, thế một tay. One này, two này, three này, four này, five này. Rồi. Băng này, tú này, three, four, five. Băng, tú, 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 three, four, five. Bạn cứ tập như thế để thành một cái phản xạ. Phản xạ một cách tự nhiên, phản xạ vô điều kiện toàn nhé. Đây. One này, two này, three này, four này, five này. Đây. One này, two này, three này, four này, five này. One này, two này, three này, four này, five này. One này, two này, three này, four này, five này. Đây các bạn cứ tập thường xuyên như thế thì tạo thành một cái những phản xạ từ về. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại các đoạn trỏ trong an bảo đảm. Con một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, 11, 12 này, 13 này, 14 này. Sáng các bạn có thể tập khoảng 14 đoan trong án bảo đảm. Mình chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trở thành khỏe người các bạn nhé. One, two, three, four này, five này, bốn này, sáu rồi, bảy này, tám này, chín này, mười này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này. Đoan chặt thì toàn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cũng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong dịp cân nhắc. Chào các bạn.